tuyển Việt Nam chính thức ra quân tại vòng chung kết Asian Cup 2024 với màn đọ sức với đội tuyển số 1 châu Á Nhật Bản vào tối ngày 14 tháng 1 trên sân vận động Antumama. Dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, các học trò của huấn luyện viên Philippe Troussier đã nhập cuộc đầy tự tin. Dẫu vậy, đẳng cấp của đội tuyển Nhật Bản sớm được thể hiện với màn mở tỷ số của Minamino ở phút thứ 11 sau pha băng vào dứt điểm đúng lúc đúng chỗ. Tưởng như đội tuyển Việt Nam sẽ sụp đổ từ đây, nhưng mọi thứ đã diễn ra ngoài dự đoán. Chỉ 4 phút sau bàn thua, từ phát đá phạt góc của Hùng Dũng, tiền đạo trẻ mới 19 tuổi đỉnh Bắc đánh đầu ngược khiểm hóc cân bằng tỷ số một đều. Đến phút thứ 33, Tuấn Hải khiến khán đài sân Atumama nổ sung với pha dứt điểm cận thành tung lưới Nhật Bản, đưa đội tuyển Việt Nam dẫn ngược 2-1. Hai bàn thắng liên tiếp giúp các cầu thủ chơi thêm phần tự tin, các pha xử lý đập nhạt chính xác được trình diễn đôi công trước đối thủ số 1 châu Á. Tuy nhiên, Nhật Bản cho thấy sức mạnh đáng nể của mình. Trước khi hiệp một khép lại, Minamino và Nakamura ghi liền hai siêu phẩm khiến Nguyễn Philip dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể cản phá. Sang hiệp 2, cả hai đội thực hiện nhiều sự thay đổi người. Thế trận giằng co được tạo ra dù Nhật Bản vẫn là đội nắm thế chủ động. Đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự nhưng rất tự tin phối hợp, mở bóng lên phía trên phản công. Chỉ đến phút thứ 85, Nhật Bản mới gây thêm được một bàn thắng sau tình huống bóng chạm chân Tuấn Tài đổi hướng đi vào lưới Trung cuộc đội tuyển Việt Nam thua 2-4 trước Nhật Bản ở trận gia quân vòng chung kết Asian Cup 2024 nhưng đã để lại màn trình diễn ấn tượng. Dù nhận thất bại ngay trận gia quân trước gã khổng lồ Nhật Bản, huấn luyện viên Philip Thuse của đội tuyển Việt Nam cho rằng binh đoàn rồng vàng đã chơi mạch lạc, quyết tâm và có thể hướng tới vị trí nhì bảng D ở Asian Cup 2023. Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Philippe Thuse mở lời Tôi hài lòng với trận đấu ngày hôm nay. Nếu xét về thứ hạng, phong độ gần đây của Nhật Bản, có thể nói họ là gã khổng lồ mà đội tuyển việt nam phải đối mặt các cầu thủ của tôi có chút đua ngỡ và ngợp trước áp lực đến từ đối phương trong những phút đầu trận tuy nhiên trong khoảng thời gian còn lại các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt kỷ luật đấu pháp và chiến thuật đồng thời duy trì sự quyết tâm đến những phút cuối cùng tôi rất hài lòng với những gì toàn đội thể hiện ngày hôm nay ngoài ra tôi cũng xem trận đấu với nhật bản là một phần tổng thể trong ba trận đấu vòng bảng ở giải năm nay chúng tôi hướng đến mục tiêu đi tiếp vào vòng một tám huấn luyện viên Tuchel sê chia sẻ thêm Kể cả ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng hay Nhật Bản chiến thắng, điều đó chưa đảm bảo là đội nào sẽ đi tiếp hay không. Trận đấu này không mang ý nghĩa đến tấm vé đi tiếp. Về lợi thế của đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Pháp cho biết, hôm nay đội tuyển Việt Nam ghi hai bàn, đồng thời không phải nhận thẻ phạt nào. Vì thế tôi nghĩ tỷ số thua 24 có ích hơn rất nhiều cho chúng tôi so với việc thua cách biệt hai bàn kiểu như không hay. Tóm lại sau trận hôm nay, chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này, đó là đội thứ ba có thành tích tốt nhất hoặc nếu tốt hơn nữa là hướng đến vị trí thứ hai. Huấn luyện viên Tuchel cũng hết lời khen ngợi thủ môn Nguyễn Philip. Đây là trận đấu đầu tiên của Nguyễn Philip trong áo đội tuyển Việt Nam, vì vậy tôi cảm nhận cậu ấy sẽ chịu đôi chút áp lực. Tuy nhiên, Nguyễn Philip đã thể hiện tốt khi có 3 đến 4 tình huống cứu thua. Ngoài việc chơi chắc chắn trong vai trò thủ môn, Nguyễn Philip còn hỗ trợ tốt các đồng đội ở tuyến trên trong việc kiểm soát bóng, đồng thời thể hiện cho Nhật Bản thấy đội tuyển Việt Nam không có sự vội vàng hay chịu sức ép nào bên phần sân nhà. Nói về chiến thuật khi đối đầu với Nhật Bản, huấn luyện viên Tuchel chia sẻ: Trước trận đấu, tôi cũng quán triệt với cầu thủ về phương diện phòng ngự không bóng, khi có bóng phải tập trung và không để mất bóng trong các tình huống không đáng có. Chúng ta đều biết được sự nguy hiểm của Nhật Bản, khi mất bóng sẽ không dễ dàng đoạt lại từ họ. Trong khi đó, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản tỏ ra bất ngờ khi đội nhà bị dẫn trước và thừa nhận rất khó khăn để đánh bại Việt Nam 4-2 trong ngày ra quân Asian Cup 2023. Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu trên sân Atumama, ông Moriyasu nói Tôi biết người hâm mộ Nhật Bản muốn chúng tôi giành chiến thắng áp đảo, nhưng trận đầu tiên ở giải đấu lớn luôn khó khăn. Thực tế trước Việt Nam trận này dạy cho chúng tôi một bài học, rằng chẳng có trận nào dễ dàng ở Asian Cup. Thật may, các cầu thủ của tôi đã bình tĩnh, thích ứng kịp thời với tình thế để giành chiến thắng và tự tin hướng đến các trận tiếp theo. Huấn luyện viên Moriyasu chia sẻ thêm, trận đấu này khó khăn, nhất là khi chúng tôi bị gỡ hòa rồi rơi vào thế phải rượt đuổi. Nhật Bản không thể chơi bóng áp đặt như ý tưởng ban đầu. Tất nhiên chúng tôi có một số tiếc nuối nhưng chiến thắng vẫn ít nhiều tiếp thêm sự tự tin để toàn đội hướng đến các trận tiếp theo. Về hai bàn thua cho đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Moriyasu tỏ ra không hài lòng. Nhật Bản phải rút kinh nghiệm khi phòng ngự ở các pha bóng cố định bởi đối thủ luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội từ các tình huống như vậy. Chúng tôi đã lường trước rủi ro này vì ở lượt về ở vòng loại World Cup 2022, chúng tôi cũng từng bị chính đội tuyển Việt Nam chọc thủng lưới sau một pha đá phạt. Cầu thủ lập cú đúp cho Nhật Bản là Takumi Minamino nói. Chúng tôi đều biết Việt Nam mạnh và quả thực họ đã chơi một trận rất hay. Tôi đã phải chiến đấu không chỉ với hàng thủ Việt Nam, còn phải ngăn hàng công của họ lên bóng. Không ngờ Việt Nam giỏi như thế. Takefusa Kubo, cầu thủ vào sân trong hiệp 2 đánh giá. Tuyển Việt Nam thể hiện sự nhiệt huyết, không chỉ tinh thần của họ tốt mà chiến thuật cũng rất hay. Tôi xem mà thấy choáng ngợp, họ kiểm soát bóng thật sự tốt. Tôi không biết họ tập luyện thế nào, nhưng nhịp đỡ bóng của họ rất hợp lý và chống lại được những pha áp sát của đội tuyển Nhật Bản rất dễ dàng. Kubo nói thêm, Tôi rất muốn xem họ tập luyện ra sao. Tôi nghĩ kỹ năng kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam có thể thuộc nhóm hàng đầu ở châu Á. Tiền vệ Hedemasa Morita dành lời khen đến những chiến binh sao vàng. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh và đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này. Họ không mất cảnh giác và chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ ngang ngửa. Điều đó dẫn đến tình thế khó khăn. Trong khi đó, Mao Hosoya cảm thấy bất ngờ về những chàng trai áo đỏ. Anh thốt lên, tuyển Việt Nam tốt hơn những gì chúng tôi nghiên cứu chúng tôi nghĩ rằng hàng thủ đối phương sẽ dần cao, vậy nên trước trận đấu chúng tôi nói với nhau rằng chỉ cần đưa quả bóng vào phía sau lưng họ, nhưng cách đó không hiệu quả. Junya Ito bày tỏ. Trong khi đó, thủ môn John Suzuki phát biểu: đúng như tôi dự đoán, đây là một trận đấu khó khăn. Dù chúng tôi đã giành chiến thắng, nhưng lại để thủng lưới hai bàn và cả hai đều đến từ những tình huống cố định. Vì vậy tôi cần phải cải thiện. Tôi cảm thấy chúng tôi phải thay đổi. Về phía đội tuyển Việt Nam, phát biểu sau trận thua 2-4 trước ứng viên vô địch Nhật Bản, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết. Ở trận này, tuyển Việt Nam chuẩn bị rất kỹ càng, thậm chí chúng tôi đã có những chiến thuật riêng dành cho Nhật Bản. Nhật Bản là một đối thủ rất mạnh, tôi nghĩ toàn đội đã cố gắng hết sức rồi, mặc dù kết quả này không thật mỹ mãn, chúng tôi chấp nhận tỷ số này. Ngày hôm nay mặc dù kết quả không như chúng tôi mong đợi, tuy nhiên toàn đội đã chứng tỏ được rằng có những thời điểm chúng tôi có thể chơi tốt. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững tinh thần cũng như lối chơi để hướng đến các trận tiếp theo. Hồng Dũng chia sẻ thêm, trận gặp Indonesia rất quan trọng, đây là trận đấu then chốt của bảng này. Đội tuyển Iraq cũng rất mạnh và Indonesia sẽ là đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam và chúng tôi tin là chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu một trận tốt nhất. Chia sẻ cảm xúc sau khi có bàn thắng để đời vào lưới Nhật Bản, Đinh Bắc cho biết Tôi rất hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Đặc biệt, đây lại là bàn thắng vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng đây là bàn đạp để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa. Trên suốt sinh năm 2004 nhấn mạnh, với những gì đã làm được, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đã có thể ngẩng cao đầu để bước tiếp hướng đến hai trận đấu còn lại ở vòng bảng Asian Cup 2023. Để có được một vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam, ngoài sự khổ luyện và biết chấp cơ hội tốt, Đinh Bắc luôn nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Tuchel. Huấn luyện viên Tuchel đã truyền rất nhiều sự tự tin cho toàn đội, từ đó các cầu thủ có thể cống hiến cho khán giả, người hâm mộ mà trình diễn tốt nhất. Tôi nghĩ rằng được thi đấu với đội tuyển mạnh như Nhật Bản là trải nghiệm rất quý giá để tôi có thể học hỏi và cố gắng hơn trong tương lai, tiền đạo người Nghệ An chia sẻ. Với Tuấn Hải, một trong những người đã gây bàn trước đội tuyển Nhật Bản cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam. Cảm xúc của em có một chút tiếc nuối bởi toàn đội đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Tất cả cầu thủ đều chơi rất tự tin và tuân thủ chiến thuật mà huấn luyện viên đề ra. Huấn luyện viên Thu Sê cũng dặn dò các cầu thủ cứ chơi thoải mái, công hiến cho người hâm mộ một trận cầu hay. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam cần nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Đây sẽ là trận đấu cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam, Tuấn Hải nói. Dù thất bại, nhưng Tuấn Hải vẫn rất trân quý cơ hội được cọ sát với đội tuyển hàng đầu châu lục như đội tuyển Nhật Bản. Anh tiết lộ mình đã xin đội áo với Takefusa Kubo vì rất thích lối chơi của ngôi sao này. Những cầu thủ Nhật Bản đều là những cầu thủ đẳng cấp. Khi được đối đầu với họ thì toàn đội được học hỏi rất nhiều. Cứ trận em đã đổi áo với Takefusa Kubo bởi em rất thích lối chơi bóng của cậu ấy. Tuấn Hải và các đồng đội sẽ có khoảng 5 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu then chốt với đội tuyển Indonesia vào ngày 19 tháng 1. Nếu muốn đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cần phải thắng được Indonesia và đây sẽ là áp lực không hề nhỏ cho đoàn quân huấn luyện viên Tuse. Tuy nhiên, khi nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản, có lẽ việc chúng ta đánh bại được đội tuyển Indonesia nằm trong tầm tay của mình.